Chào mừng các bạn đã đến với Dr. Lee Official, chuyên kênh tin tức đặc biệt và phỏng vấn độc quyền các idol, hot boy, hot girl nổi tiếng tại Việt Nam. Vòng 1 là eo. Vòng 1 là ngực. À, vòng 1 Trời ơi, thế này bảo sao chưa có người yêu. Đấy chơi, ví dụ đang đi vệ sinh công cộng chẳng hạn, nó lòi. Nó chủ. Nhìn lại mình xong kiểu là mặt thì ngố ngố, xong nhìn ngáo, cà rốt thì có nhưng mà kiểu... Em có thể chia sẻ về cái sự kiện vừa rồi ở Hồ Chí Minh không? Lên sân khấu rapper có thấy run không? Kiểu em không phải run đâu mà là em buồn cười. Em cứ nhịn cười. Thế này nhịn lên buồn cười lắm. Kiểu em cứ mồm ngậm để sau nhịn cười ấy. Thế là hát nhép hay là hát thật? Hát nhép chứ. Em mà lên giáp được thật như thế thì lúc đầu là mình thu âm trước. Ờ, anh biết. Cái giải đấu gần nhất thì em đã cảm nhận thế nào về giải đấu đấy? Em thấy xịn sò à. Các giải đấu sau em có mục tiêu gì cao hơn cho bản thân không? Em cũng không biết, kiểu em không tham gia giải đấu ấy. Ừ. Kiểu đấy là lần đầu tiên, đấy là gì ạ? Không phải giải đấu, đấy được gọi là giải streamer gì gì. Đại chiến. Đúng rồi. Thì tưởng là sau này có giải kiểu quyết tâm muốn phục thù chẳng hạn. Chắc sau này có, chắc em cũng được vào vòng đâu, vào vòng xong đâu. Bây giờ nhiều người lên lắm. Bây giờ kiểu dạng mình kiểu dạng người khác xem chán rồi. Kiểu dạng nó cũng được một thời gian thôi, kiểu dạng nổi thì được một thời gian thôi, về sau thì nó xuống dần. Rồi giờ anh hỏi những câu cá nhân nhé. Em chưa có người yêu đúng không? Em chưa. Em có crush chưa? Crush thì có nhưng mà kiểu đấy là thầm lặng thôi, họ cũng không biết đâu. Họ không biết mình mà mình cũng không biết họ. Không, kiểu họ không biết mình nhỉ. Thế là kiểu đơn phương à? Ừ. Em nghĩ em không biết. Em nghĩ là em kiếm, nếu như em muốn ấy, em kiếm yêu của dễ em. Khó anh, bây giờ em kiếm chả khó đây. Vẫn khó, mãi vẫn chưa tự tin được à? Chả lẽ mình tự nhiên ra tán người ta, kiểu người ta lại bảo là thằng này gì nhỉ? Thằng này gì nhỉ? Sao đâu, bây giờ con trai phải chủ động mà. Nhưng mà kiểu rằng nó bảo thằng này hóa quá mất em sỉ thì bảo là YouTuber triệu sắp tự nhiên ra tán mình kiểu thì họ lại cười cho. Idol mà nghĩ sâu xa thế. Anh sợ em kén quá ấy. Đâu, em không kén đâu. Tiêu chuẩn người yêu của em là gì? Luôn nhỏ nhỏ. Vãi cả luôn. Luôn nhỏ nhỏ đấy. em thích kiểu dạng nhỏ nhỏ mà. Không thích loại chân dài đâu. Nhỏ nhỏ chân dài. Có. Không thích. Không, em bảo không thích loại chân dài. Ừ. Số đo có quan trọng không? Đâu. Không luôn. Em thích kiểu dạng nhỏ nhỏ đấy, dễ thương thôi. À, dễ tính đấy mình. Không, anh đang hỏi số đo 3 vòng ý, không phải là... Số đo 3 vòng là eo đúng không? 22. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Có. Vòng 1 là eo. Vòng 1 là ngực. À, vòng 1 là... Trời ơi, thế này bảo sao chưa có người yêu. Vòng 1 là... Em có quan trọng cái đấy đâu, cái đấy to em không thích. Thế tính cách gì đó? Đánh đá hay hiền lành hay là... Hiền chứ anh, kiểu dạng hiền không, kiểu dễ thương. Rồi, đa số ông nào cũng trả lời cái này. Chiều cao cân nặng của em đang là bao nhiêu nhỉ? Em chả biết, lúc trước là em đo 1m70 nhưng mà không biết em bây giờ như nào. 1m70 á? Vâng, khoảng mấy tháng trước em 1m70. 5 tháng trước. Cao 4 tháng trước. Ờ, chắc do em gầy quá nên nhìn kiểu nhỏ nhỏ ấy. Em thì em 47 cân. 47 á? Anh tưởng phải được năm mấy chứ. 47 thôi. Chết, gầy quá. Thế ngoài chơi game là không tập gym gì kìa? Hay thể dục thể thao gì không? Không, ngoài chơi game ra em có sở thích là nằm ngủ lướt Facebook, lướt TikTok.
Nãy em bảo là em ngại đi tán người ta ấy, thế bây giờ mà em bị người ta tán thì thế nào? Người ta tán em không dám. Giả sử đối đối tượng đấy mà em thích chẳng hạn. Thì mình vẫn dép bình thường. À, Thì em bây giờ kiểu dạng lười dép gái lắm, thế bị gặp trực tiếp kiểu nhát gái này. Đó. Trong tình huống gặp trực tiếp đâu, fan gặp ngoài đường không vô vào. Vô vào thì chắc mình cũng chạy thôi, kiểu dạng Ôi ngại trời, ấy chạy. hả? Phải đứng lại mà ký cọt đi. Đứng lại thì em hello, xong chào á, xong cười tủm tỉm, xong quay lưng ấy. Em ít khi ăn đêm lắm. Làm đêm anh tưởng phải ăn nhiều. Em cứ làm đêm, cứ có lon tăng đực ở bên cạnh là tới sáng luôn. Phải nổi thế hại người lắm em ơi. Mua mấy cái đồ ít béo ấy, như kiểu gạo lứt hay là bánh đa ấy, hoặc lạc, gọi là chèn vào bụng không ngại dạ dày sau này mệt lắm. Nói chung là bây Em giờ thì 1 triệu sắp rồi thì cũng chú ý sức khỏe tí. hoặc là có mấy quả xoài ở bên cạnh thì ăn. Ăn toàn linh tinh. Đây là Zino này, xong sứa không, nó sẽ tinh đỏ. Hồi trước anh hay uống, giờ bỏ hết rồi, giờ uống mệt lắm. Thế bận bận bịu thế thì ngày vẫn tắm tắm đầy đủ Có chứ ai. chứ. À, bạn thằng bạn em mua chai nước cho. Lại tăng lực à, Tăng lực number one. khiếp hồn. Thôi nói chung đấy nhá, anh bảo là vẫn cứ cố gắng hạn chế được hạn chế nhá. À, tắm thì đây, tóc của em này nếu mà không tắm nó rối hết luôn, ngủ dậy nó kiểu dù kìa. Mục tiêu sắp tới của em là gì? Bây giờ em đang có 3 kênh đúng không? À. Mục có muốn dành cả 3 nút vàng không? Không, bây giờ nốt vàng thì em cũng được rồi, em cũng không muốn lấy nhiều, bây giờ em chỉ cần có view thôi. Kênh sắp thì có rồi, các kiểu thì có hết rồi, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là view. Chung là chỉ Kể một là cả đủ. nếu không có sắp, nếu có sắp mà không có view thì nó cũng toang. Thả ít sắp xong mình nhiều view còn hơn. Em tự đánh giá thế nào về mức độ đẹp trai của em? Vậy em cảm thấy là kiểu dạng, em hiểu sao mọi người bảo kiểu dạng Tè. xong em nhìn nhìn lại mình xong kiểu dạng mặt thì ngố ngố, xong nhìn ngáo ngáo thì kiểu dạng ngáo như kiểu dạng thằng nghiện ấy, xong kiểu dạng gầy 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 méo, hiểu sao hình như mắt kiểu dạng mắt mọi người bị đờ Không bị phải, gì à. gu của các chị em thích Hàn Quốc, mà Hàn Quốc bây giờ đa số toàn mấy thằng gầy gầy thôi, chẳng khi Đây nào em mà cười. cu te được. Như em chả gầy. Mắt thì sưng nữa này. Tóc thì bù xù. Sở trường của em là gì? Sở thích Sở trước đi, thích. Sở thích của em là ngoài đi game chơi. đi chơi Đi ngắm gái. đi làm gái. Thế thôi. Em hay thích đi chơi xong em hay đi uống nước xong em đi ngắm gái anh. Không kiểu thích xem phim hay là kể chuyện nhé, kiểu chắc cũng trả thời gian đúng. Xem phim thì trước em hồi nhỏ em xem hết tất cả các phim hoạt hình các kiểu, xem hết luôn Đảo Hải Tặc các kiểu, bây giờ thì cứ lâu lâu ra một tập thì em vẫn xem Naruto các kiểu em xem. Hồi nhỏ em cày lắm, Anh cày giờ tám chín trăm tập xem hết luôn. giờ anh vẫn còn đang đọc đều đấy. Có sở trường về việc gì không? Sở trường là như nào anh? Kiểu là em giỏi một việc gì đấy ngoài chơi game rồi, ngoài cái việc em đang làm, như là À, giỏi nấu nướng, giỏi treo cây, giỏi bơi lội. em giỏi ngắm gái thôi anh. Giỏi giỏi toàn cái khôn. Sắp tới thì ngoài việc làm game ra, em có kế hoạch gì cho gia đình với cả anh chị em, bố mẹ không? Kiểu người thân.
sắp tới thì không, nhưng mà em cũng không, em chưa chưa nghĩ tới, thì bây giờ em vẫn làm kiểu lâu lâu làm cái vlog đăng lên kênh vlog ấy. À, lâu lâu làm. Trong dạo này thì em hôm trước em bảo là em làm cái ngành này thì gia đình ủng hộ hết hoàn toàn 100% đúng không? Vâng. Cái công việc hiện tại thì nó mang lại cho em, có mang lại cho em cái gì về mặt gọi là xấu không, tiêu cực không? Không, em thấy kiểu bình thường, nhưng mà kiểu dạng mình kiểu đi chơi làm gì xong mấy cái chuyện riêng tư của mình không được thoải mái lắm ấy anh. Ừ. Thôi, người nổi tiếng rồi, chấp nhận. Đi chơi thì... ví dụ đang đi vệ sinh công cộng kiểu hạn nó lòi nó chủ lại nổi nó chủ phát toang thì hơi hơi quá nhỉ. Cái này ra đường, ra đường là ngắm gái chết. Không, em chỗ em thì em ra ngắm bình thường ít người biết em, chỉ có những kiểu dạng người trẻ mới biết thôi. Ừ. Fan của em chắc đa số học sinh ở Điện cấp Biên... 2, cấp 3, những người lớn tuổi không biết đâu. Ở Điện Biên tầm này có đang nóng lắm không? Nóng lắm anh. Nắng, nắng nóng cực kỳ. Kiểu nhà em xong nhà cái mái tôn thì nữa. May mà có điều hòa mới mới mua điều hòa ấy. Không thì... tranh thủ mà đi bơi. Nóng. Không, em gầy em lười đi bơi đó. Ừ, đi bơi em cũng là quần... chỗ để ngắm gái hay đi. Không, em kiểu rằng em cởi quần, cởi áo các kiểu ra ấy, nó gầy em lười bơi lắm. Em thích ăn gì? Em thích ăn chua. Ăn chua. Ăn chua uống ngọt. Ừ. Ăn chua xong uống nước tăng lực. À, muốn khoảng bao lâu nữa thì có người yêu? Hoặc là tuổi em muốn có người yêu nhất? Em vẫn có ngay bây giờ. À. Có cần quân sư quạt mò gì không? Em có nhưng mà lại không muốn tán. Khó chiều. Nhưng mà người ta nhắn thì là em lại không phép. Em nghĩ khoảng bao lâu nữa lên 2 triệu sắp? Em nghĩ chắc một, chắc 2 năm. 2 năm nữa? Vâng, ừ, 1-2 năm nữa. Nhanh mà. Bây giờ... không, bây giờ kênh của em đang xuống dần rồi. Bình tĩnh, còn có anh đây. 2 triệu sắp có ra đây chơi nữa không? Không, nút kim cương mới ra ấy. Ôi dồi ôi, chết. Thế thì anh cần. Nút kim cương... à chắc lúc là anh con của anh có vợ lúc đấy. Thôi coi như lúc đấy anh được nút bạc đi. Sắp tới nút bạc của em có 2 nút bạc nữa đấy. À, nút bạc của Nhung với cả nút nút bạc ở cái kênh Lộc Quý Thuận ở kênh stream. Thế nút bạc đấy bắt thằng Quang ra ship về hay là có ra đây nữa không? Không, nút bạc đấy để em để đấy luôn. Để đấy xong lúc nào thằng Quang đi lấy nút vàng ấy, em đi lấy cùng. Ừ. Anh không cần phải ship lên đâu. Đấy, anh đang hỏi đấy. Thì định lúc nào nút vàng của Quang về thì cho một là lên nó ôm hết về, hai là em lên cùng. Em ra cùng chứ, em ra cùng nói. Cho Nhung ra cùng không? Không. Trẻ con, nhìn nó không biết gì đâu. Ở đây đang... sợ ra đường Điện Biên còn lạc ấy anh. Đi về ông anh mà sợ. Anh của nó làm 3 tháng 1 ca sắp. Con em thì 3 video được 100 ca sắp. 3 video. Con gái lợi thế hơn anh em này. Chán. Anh em mình nói chán. Yeah. Nếu như em mà có người yêu thì em nghĩ là em sẽ bị bắt nạt hay là em bắt nạt người yêu? Em không bao giờ bị bắt nạt. Em bắt nạt người yêu. Thôi cũng gần cuối rồi. Bây giờ
Chắc là cần em làm bạn kiểu chào khán giả hay có muốn nói gì với khán giả không? Gửi à, tới những bạn nữ xinh đẹp, những fan thân thương hay là... Ơi em không biết nói gì cả. Kiểu như là hãy ủng hộ mình nhé, trong thời gian sắp tới chẳng hạn, kiểu kiểu thế. Vẫy tay chào cái nào. Bye. Bye.